Xin chào tất cả các bạn nhé. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người mô hình nuôi cá, nuôi ốc hoặc nuôi cua ở trên trần. Mùa dịch như thế này, rất nhiều nơi là bị giãn cách xã hội, không đi đâu được ra khỏi nhà. Bởi vậy nên là các bạn có thể tham khảo mô hình nuôi cá này, nuôi ốc này, nuôi ngay tại nhà. Các bạn không cần đi chợ mà vẫn có đồ ăn, vẫn có cá ăn thoải mái, cá tươi. Các bạn chỉ cần làm một hàn một cái khung. Một cái khung chắc chắn như thế này, sau đó các bạn quay một cái bạt và các bạn buộc vào, căng vào. Sau bơm đó bơm nước đầy và có thể thả cá này. Cá này, thả ốc này, thả cua này. Đợt này là dịch nhà mình trước là thả khá nhiều cá trong này, nhà do không đi chợ búa được nên là cứ bắt lên thịt dần, nên giờ chỉ còn duy nhất một con cá to và mấy con cá nhỏ. Đây sẽ là một cái bể nước để dòng nước xuống. Đây là một chú cá rô. Cái chỗ này là khi nào để nước đầy thì nó có thể thoát ra ngoài, nó chảy ra ngoài, nó sẽ không bị ngập quá nên làm cá bơi ra ngoài. Rất tiện lợi phải không các bạn? Lúc nào muốn ăn là chỉ cần việc làm một cái vợt và lên vợt ăn thức ăn bất cứ lúc nào cũng được, không cần phải ra chợ mua, mà cá rất chi là tươi ngon. Các bạn cũng có thể thả thêm ốc nhồi, thả thêm cua vào đây, cua và ốc nhồi sẽ bám vào những cái béo tây này. Không khác gì cá nuôi ao luôn. Rất chi là tiện lợi. Kia là đàn cá con. Bất cứ các chỗ nào các bạn cũng có thể tận dụng, như là khu sân vườn. Nhà mình đất chật đấy, nên mình sẽ tận dụng cái khu vực trên tầng 2, cái chỗ bỏ không này, mình sẽ làm một cái gọi là cái bể để nuôi cá chân. Phần thức ăn thì các bạn chỉ cần cho mỗi lần cho một ít cám ngô cám gạo vào thôi, cho cá ăn thôi.
Khi nào chúng ta muốn ăn muốn cải thiện thì chúng ta chỉ cần việc lấy một cái vợt và vợt lên cho vào chế biến. Nên dịch giã như thế này dù không có chợ hay không đi lựa chợ được thì các bạn cũng không phải lo, luôn luôn có đồ tươi sống trong nhà, cá, cua, ốc để ăn. Đấy. Các bạn chỉ cần làm cái chỗ nhỏ nhỏ như thế này là cũng có rất nhiều cá rồi. Chúc các bạn thành công và mùa dịch này sẽ không phải đi đâu ra khỏi nhà mà vẫn có cá ăn ngon.